Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn món thịt heo hầm sốt barbecue. Mình nấu bằng nồi áp suất. Thịt rất là mềm, thơm lắm các bạn. Mình ăn chung với cà chua, bánh mì, hamburger, dưa leo và salad non. Salad này nhiều loại ăn rất là ngon luôn các bạn. Mình có nấu một ít cháo đậu xanh ăn chung với trứng muối. Mời các bạn thưởng thức cùng mình. Đây là hàng thịt các bạn, rất là nhiều loại thịt, người ta ướp sẵn gia vị các bạn, về mình nấu chín ăn là được rồi. Đây là cái một cái dĩ là một cục thịt như vậy nè, với lại một bịch sốt barbecue. Giờ mình cắt vào nồi các bạn. Thơm quá, ướp với gia vị có mùi tiêu nữa nè, thơm ơi là thơm. Bây giờ cái mình cắt cái sốt barbecue mình để vào các bạn, mỗi một miếng thịt như vậy là có một bịch sốt, cũng nhiều lắm. Chỉ để cái sốt barbecue vào cái là mình nấu được các bạn, không cần cho nước gì hết á. Rồi cái mình đậy cái nắp nồi áp suất lại các bạn, rồi mình để cái nút khóa ở đây ha, rồi sau đó mình bấm cái nút nấu thịt, mình bấm cái nút nấu các bạn, mít á, đây nè. Bây giờ là nó nhảy lên là 1 tiếng 60 phút. Giờ mình bấm mình trừ lại nha các bạn. Mình nấu theo hướng dẫn là 50 phút. Mình set up là 50 phút rồi các bạn. Giờ mình bấm nút nấu start. Rồi chờ 50 phút là có ăn các bạn. Trong thời gian mình đang hầm thịt các bạn, giờ mình lấy bánh mì ra mình nướng nha các bạn. Ở đây mình có 4 cái bánh hamburger các bạn. Hamburger này có ô miu các bạn, ăn rất là tốt. Đó, mình để như vậy. Cái khi mà thịt chín á, mình để vào cái oven mình nướng cho nó nóng lên, rồi mình để thịt vào ăn nha các bạn. Mình cho bánh mì vào lọ mình nướng các bạn. Có mua salad trộn với các bạn. Loại salad này ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn. Nó nhiều loại rau trong đây nè các bạn. Mấy cái rau này gọi là rau baby á, rau mini ăn rất là ngon.
Với mình có mua một trái dưa leo. Trái dưa leo này non, ăn ngon lắm các bạn. Mùa hè thì mình trồng dưa có dưa ăn, còn mùa này không có dưa, phải mua ăn thôi. Giờ mình đi rửa rồi mình sắc nha các bạn. Mình rửa xong rồi giờ mình lau cho khô các bạn, rồi mình sắc. Trái dưa to ơi là to luôn. Giờ mình sắc dưa ra nha các bạn. Trái dưa mà sắc ra một mâm này luôn. Cái dưa rất là non luôn các bạn. Mình cho rau baby này ra ngoài dĩa các bạn. Mấy cái loại rau này ăn non ngon lắm cả nhà. Rồi cái mình sắp dưa leo lên. Dưa leo này ăn giòn mà non ngon nữa. Xong cái dĩa rau với dưa leo. Mình có luộc mấy cái trứng muối các bạn. Trứng gà muối. Anh xã mình muốn ăn cháo đậu xanh với trứng muối. Nên mình luộc mấy trứng. Mới nấu một ít cháo đậu xanh cho anh xã. Cháo đậu xanh để ăn chung với trứng gà muối các bạn. Thịt hầm chín rồi cả nhà, giờ mình mở ra. Wow, rất là thơm luôn. Ôi, thơm ơi là thơm. Giờ mình múc ra tô mình ăn chung với bánh mì hamburger. Giờ mình múc ra dĩa nha các bạn. Thịt nó mềm rục luôn, rất là thơm. Món này mình ăn với cơm cũng ngon các bạn, hoặc là chấm bánh mì. Hôm nay thì mình ăn với bánh mì hamburger các bạn. Bánh mì mình nướng giòn ngon lắm các bạn. Giờ mình lấy ra mình cho thịt vào các bạn. Rất là thơm luôn. Mình cho cà chua với dưa leo và một ít rau xà lách đó các bạn. Mình kẹp ăn chung rất là ngon. Mình cho chan lên thêm một miếng nước sốt đó các bạn. Mời các bạn thưởng thức bánh mì hamburger ăn với thịt heo sốt barbecue. Rồi mình kẹp vào mình ăn nha cả nhà. Mời các bạn thưởng thức cùng mình. Ngon quá các bạn. Thịt rất là mềm luôn. Ngon ơi là ngon.
mình ăn cháo. Mời cả nhà. Wow, ngon quá. Trứng muối rất là béo luôn các bạn. Ăn với đậu xanh, cháo đậu xanh. Ngon quá. Hèn gì anh xã mình muốn ăn món này nên kêu mình nấu. Mình chia sẻ đến đây. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye!